Thưa quý vị, so với cùng kỳ năm ngoái thì một cân giá tôm hùm đã tăng đến 20%. Do là với những loại thủy hải sản mà đánh bắt tự nhiên thì giá xăng dầu sẽ chiếm từ 40 đến 50% chi phí của một loại thủy hải sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu giảm như hiện nay thì các nhà hàng kỳ vọng rằng là giá của những cân tôm như thế này hoặc là những loại thủy hải sản sẽ được giảm từ 5 cho đến 10%. Luôn luôn có phải có một cái độ trễ nhất định, tức là thời gian bây giờ chúng ta giảm giá thì phải sau khoảng 2 tuần, 3 tuần đến 1 tháng thì giá thủy hải sản nó mới giảm đi được. Chắc chắn là khi giá xăng dầu giảm thì ngư dân họ sẽ có kích thích cho ngư dân người ta đi biển nhiều hơn. Trong hơn 1 tháng trở lại đây, giá xăng đã giảm mạnh tới 3 lần. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp sản xuất sẽ không thể điều chỉnh ngay giá hàng hóa mà họ còn phải căn cứ theo xu hướng giá chung. Điểm tích cực nhận thấy ngay là giá xăng giảm, doanh nghiệp hỗ trợ chi phí cho khách vận chuyển giao hàng tận nhà. Vì thế, lượng khách hàng đã hồi phục được khoảng 90% so với thời điểm 2019. Điển hình là như cuối tuần vừa rồi thì cái số lượng đơn hàng của chúng tôi đã tăng gấp đôi so với cùng thời điểm tuần trước, và cái giá trị trung bình của đơn hàng cũng tăng đột biến. Trung bình của chúng tôi là 250 đến 270.000 đồng thì cuối tuần vừa rồi có sự tăng đột biến lên tới 530.000 trên một đơn hàng. Mà giá xăng dầu giảm ấy thì các cái nhà cung cấp cũng có cái động thái giảm, hỗ trợ giá giảm tới 15% so với cái giá của thị trường và cái giá của chúng tôi đang bán để hỗ trợ người tiêu dùng. Giảm được rất nhiều những cái chi phí về logistics, về cái việc mà chúng ta liên kết tạo cái nguồn hàng, tức là mua trực tiếp đến các cái đơn vị sản xuất kinh doanh và các cái hộ sản xuất. Đại diện nhiều siêu thị phân phối hàng hóa cũng cho biết, với giá xăng dầu vừa giảm thêm, đơn vị đã đề nghị ngay các nhà cung cấp các sản phẩm thiết yếu giảm giá bán thực phẩm ở mức hợp lý, đặc biệt sản phẩm đang tăng nhiều thời gian qua như thịt lợn, thủy hải sản, rau củ quả để hỗ trợ người tiêu dùng.